Kính chào quý ông bà và anh chị em. Nay chúng tôi xin mời anh chị em cùng với lại chúng tôi đọc và suy niệm tin mừng thứ 6 trong tuần thứ 2 phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ được từng chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp: "Thừa có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ." Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu, tùy ý. Khi họ đã ăn no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Trong bài tin mừng này có nhiều chi tiết đáng chúng ta lưu ý. Một trong những chi tiết đó là Chúa Giêsu đã là người tiên phong trong việc giúp đám đông dân chúng có bánh ăn. Tin mừng nói rất rõ, Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng nên người hỏi ông Philippe: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã quan tâm đến đám đông vì sợ họ đói, nên đã tìm đủ mọi cách để giúp họ có miếng ăn. Chúa Giêsu không những đã khởi xướng để tìm đồ ăn nuôi sống cơn đói thể lý của đám đông, nhưng người còn vâng lời Thiên Chúa Cha, chịu chết và phục sinh để mang lại cho chúng ta sự sống mới. Không những thế, mà trước giờ tử nạn, người còn lập ra phép thánh thể để lấy chính mình và máu của người làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Ngài đã quan tâm và chăm sóc cả thể xác và linh hồn chúng ta. Tất cả những việc này đều phát xuất từ tình thương bao la của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Và chỉ có tình yêu vô vị lợi mới thúc đẩy sự nhạy cảm của Chúa Giêsu ngày hôm đó để quan tâm đến chúng ta. Thưa anh chị em, bắt chước Chúa Giêsu phục sinh, mỗi lần chúng ta tham gia vào công tác phục vụ trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta cũng hãy đi bước trước. Hãy có những đề xướng: "Tôi có thể làm được gì cho cộng đoàn mà tôi đang sinh hoạt?" Chứ không phải là: "Cộng đoàn có thể làm được gì cho tôi?" Sự cống hiến và lòng quảng đại cộng tác của tôi bằng thời gian, sức lực, trí tuệ để giúp cho cộng đoàn mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn. Một em bé với 5 chiếc bánh và 2 con cá chỉ là một đóng góp rất nhỏ, nhưng đủ để Chúa làm một phép lạ cả thể. Liệu chúng ta có đủ niềm tin để tin rằng với một chút ít chia sẻ và một đóng góp nhỏ bé của chúng ta,
Giáo hội tại cộng đoàn nơi chúng ta đang sinh hoạt có thể làm được những việc vĩ đại không? Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta nghe lại được bài tin mừng này về phép lạ hóa bánh ra nhiều trong tâm tình và bầu khí của mùa phục sinh hôm nay, để chúng ta nhận ra được quyền năng và tình thương của Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện qua Hội Thánh, đồng thời kêu gọi sự hợp tác của mỗi người chúng ta trong việc mở mang nước Chúa. Amen.